Rồi đi chị ba ơi, đi các con ơi. Giờ này khi cái thùng quà là các cô các chú sẽ nhìn đó nha chị. Không biết là mấy chị em đang làm gì. Dạ. Giờ mình để thùng quà ở đây đi chị. Để thùng quà ở đây đi. Để đâu? Dạ. Nhà để đây đi. Buổi chiều rồi mấy dì cháu ra bờ sông chơi chó mét. Rồi. Rồi giờ tiếp tục thì chị ba sẽ cùng với lại các cháu ở trong nhà sẽ làm một cái chương trình ngày hôm nay rất là đặc biệt các cô chú anh chị và các bạn ơi. Đây, giờ đầu tiên là mình sẽ treo bong bóng. Rồi bơm. Này, bây giờ cháu mình sẽ cùng treo trong đây. Thì hiện tại thì có Kiều Vi nè, bé Thảo Vi, bé Tho với lại bé Ti. Còn bé Kim Cương với lại bé Tươi thì cũng đang bận việc, chưa có lên được ở cô chú. Thì trong lúc chờ đợi hai bé thì mấy dì cháu sẽ chuẩn bị cái chương trình. Bận xíu nữa đi. Được rồi, được rồi con ơi. Cái gì ăn sợ, con nghe. Dạ, cũng đi chị, nhưng mà mình phải treo lên đây nè chị. Bây giờ mấy dì cháu mình sẽ phải so chiều cao, ai cao hơn thì treo giùm gì. Chứ gì quá lùn rồi. Đây vừa không? Đây vừa không con? Bé Ti cho tới không Ti? Hay là mình treo dưới này để cho nó lùn chị. Hả? Có dây bẹ không chị hả? Hay là dưới thùng mình buộc luôn đi ha. Rồi, câu hỏi ở đâu chị? Câu hỏi ở đâu? Cái này là mờ quá, đáp án. À, đáp án. Đáp án cầm đây. Bây giờ cái đáp án cho con chị tính treo ở đâu nè? Giờ các con muốn treo ở đâu? À, để chị ngắm xíu nha. Hay là treo trong mấy trái mớp đi chị hả? Đáp án mình treo đây được không? Chị mình buộc cho trái mớp đi. Cái này đáp án thôi, con sẽ buộc buộc cho trái mớp to to nhất nhà mình đi. Còn có hỏi thì mình để ở đây đi chị ơi. Con hỏi cho em đi. Cái này là cái gì con? Con hỏi đi, đi buộc với em đi. Rồi giờ treo gợi hay là treo chùm lại? À, treo gợi đi chị. Con hỏi đi, con hỏi số mấy chị? À, số đây là câu số 6 đây. Đây luôn ha. Dạ. Thảo Vi cho gì ăn cộng thun. Này em buộc chưa? Giờ này thì chị ba cùng với lại các cháu là chuẩn bị những cái bong bóng này. Chắc cô chú cũng rất là hồi hộp và chờ đợi xem là mấy chị em con ngày hôm nay cùng chơi trò chơi gì nha. Này. Nhà rất là sợ bong bóng, như lúc nào chương trình cũng có bong bóng chứ. Như không? Bay hả? Đâu con treo thử lên trên. Thôi là chúc mình treo vô đây luôn hả con? Treo vô đây luôn đi. Đây là trả lời hả con? Đáp án hả? Đáp án treo đây được không chị? Mình phải làm gọi ra đó. Treo cái đáp án ở đây. Ngày hôm nay thì con có một cái chương trình rất là vui luôn dành cho các bé. Nhóm con nữa miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay con với chị ba cùng với lại sáu cháu rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi được nhận thùng quà đến từ người anh rất là thân thương từ phương xa gửi về. Đó là Mạnh Thường Quân Anh. Heo con. Dạ, thì anh heo con cũng nhắn nhủ với dì An là biết là các con học tập trong cuối năm nay đạt thành tích tốt, cho nên là anh có gửi về phần quà đợi món quà thật sự rất là ý nghĩa, là giống như là động lực để mà cho các con năm tới sẽ học tập sẽ ngày càng tốt hơn. Rồi với lại chú cũng gửi lời chúc sức khỏe đến với mấy con nha. Rồi bây giờ thì hôm nay thì dì An với dì ba sẽ không có khu quà mà nhường lại cho sáu con nha. Bắt đầu khui thôi. Trời khui đi, mấy đứa khui đi, mấy đứa. Con tự nhiên đi, mạnh dạn lên. Nhìn chị ba để nặng quá. Hồi hộp. Kim Cương đo ấn thử ở trong này là gì Kim Cương? Con có nghĩ cái tên của con gắn liền với món quà không?
nhìn. Thì mình đừng đó. Từ từ thôi con, không gấp. À, đối với Ti là trong này là chú dễ gì cho con nè. Con biết là con đóng thử đi. À, bé Ti thì có anh Tí trong này không nè. Cười quá cười rồi. Bé thì sao, đóng được không? Con đóng được không? Con biết mà. Thường ngày các con đi học thì sẽ có món quà gì khi mà mấy con đi học? Mấy con sẽ cần cái gì trước khi mấy con đi học? Cặp hả? À, thì thôi có 1, 2, 3 không. Ôi, gì để cho mấy đứa vườn. ba bên đây rồi, rồi bắt đầu nha. Gờ tay vô đi con, các con cứ gờ đi của con mà. 1, 2, 3 Ui. Rồi Kim Cương gỡ đi con lại gì. Rồi bánh mình xếp với tươi. Bánh lô để tới con đó bị bánh lô rồi. Mình lấy cái nào là mình sẽ nhận cái đó nha. Đó, các con chọn đi. Rồi, tới con nữa Kim Cương. Con có cái gì con chọn cái khác. Xà quá, lấy không tới. Hỗ trợ đi. Rồi. Rồi, đi con. Tới tươi. Tự tay mình nhận quà là cảm sẽ thấy sẽ thích hơn đúng không con? Rồi, bên kia là Tê. Rồi, hỗ trợ hello. Rồi, còn một hồng quà. Không phải đâu, còn cục mớp em chỉ cất thành cháo phao bơi. Cái này không đủ. Rồi, bây giờ thôi, giờ đại diện cho nhóm trưởng, nhóm Nguyễn Nhí nha. Rồi, chị An xin mời. Kim Cương giúp gì nha, chị An để cái sao đây đi. Để cái sao đi, còn để hồi dướng để mấy con chơi trò chơi. Anh heo con ơi, thì hôm nay em rất là nôn nóng luôn để mà vui quà để cho các cháu được vui mừng. Thì ngày hôm nay thì để cái phần quà này là cái khúc quan trọng nhất, thì em cũng có tổ chức một chương trình trò chơi thì mang tính công bằng. Là dì An với lại dì Ba với lại mấy cháu nãy đã có chuẩn bị rồi, tại vì Kim Cương với lại tôi bận công việc cho nên chưa lên được. Thì dì An ở đây thì sẽ nhìn về phía trước là mình sẽ có 6 cái bong bóng, là tương đương với 6 thành viên nhí của nhóm phụ nữ miền Tây, là 6 câu hỏi và cũng tương đương với 6 cái đáp án. Thì mỗi câu hỏi tương đương số 1 sẽ tương đương với cái đáp án số 1. Thì các con nhớ chọn kỹ nha. Mình chọn sai một cái là mình đi luôn đó, mình đi tút luốt luôn đó. Rồi bây giờ thì các con lên chọn đi, là chọn cái màu nào mà các con yêu thích thì con đứng vào vị trí đó. Xin mời. Và cầm một cây tăm dùm Giang nha. Cái tâm đưa cho tươi với Cương kìa. Rồi các con thích màu gì? Rồi mình quay mặt vô trong nha, mình quay mặt vô trong đi con. Rồi các con thích màu nào của đứng vị trí đó đi. Câu hỏi phía ngoài này, câu trả lời thì phía trong. Rồi. Câu hỏi trước. À, vậy ăn xin chút xíu nha, xin phép mấy con nha. Trời ơi, giờ lụng hơn các cháu quá trời luôn rồi. Ở đây là câu gì? Câu hỏi đúng không? Câu hỏi, đúng rồi. Rồi, phía trước là câu hỏi. À, bé Tho thích màu xanh. À, bé Thảo Vy. Dạ, kế bên. Rồi, kế bên. Kiều Vy. Kim Cương. Dạ, màu hồng. Màu hồng. Con thích màu gì? Con thích màu hồng. Màu hồng nào? Ở đây có hai màu hồng. Hồng hồng. Màu hồng đậm, màu hồng. Bé Ti chỉ còn da trời, con lấy da trời nha. Vậy là xin mời lên đây, da trời xuống với chị Kiều Vy. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Của Kiều Vy là ôi chị, còn... Ui, 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 ui. Ôi, còn trái này mà chị. Vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Đúng rồi. Nhìn lại chị, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Có rối chỗ nào không chị? 1, 2 6 nè. Đủ. Đủ mà. Ngon, bé Kiều Vy thích màu này mà đúng không? Kiều Vy thích này nè. Vì Kiều Vy qua đây, bé Ti xuống qua đây cho trời mới đúng. Rồi, bắt đầu nha. Dì Ba lên đây đi dì Ba. Cổ vũ cho các cháu nha. Bắt đầu. Nhưng mà có tấm giấy trong nhớ lụm nghe con. 1, 2, 3 trời ơi, trời ơi, của ai không nghe con? Của con mất tiêu rồi. Ủa? Của con đâu? Ủa? Sao không nhìn giùm vậy? Lo bệnh tay à chị ơi. Ủa đâu rồi, mất tiêu con hỏi rồi. Tìm con ơi, tìm con hỏi.
cái này sự cố ngoài ý muốn rồi. Trời chơi chúng tìm. Thì em có hỏi đâu trong đây nè. Đang ở đâu rồi? Dạ cô chú anh chị với các bạn ơi, gặp sự cố rồi cho nên giờ con phải đi tìm câu hỏi cho Kiều Vy. Đúng rồi. Trời ơi, bay đi đâu hả? Có khi nào bay qua nhà bà Tư không vậy? Bữa nay không có để ý ở đâu nữa. Nè em ơi, ai lụm câu hỏi số 5? Nè, cái này của Ti nè. Ti lụm lộn của chị Hai rồi đó. Nè, nằm trong đây nè. Đúng rồi, Ti đưa chị Hai. Hiểu nổi không? Rồi, đủ rồi đó, hiểu chưa? À. Rồi, rồi à, sau tiết mục là mình chích câu hỏi xong á thì... À, các con á, có thể là đọc lên là câu hỏi của con là số mấy thì số mấy, à, sau đó các, nó tương đương nha, nó tương đương là trong đây á, là mình sẽ có trái bong bóng trong đây á, cô chú là con sẽ ghi ở đây là đáp án là số 4, thì câu hỏi số 4 nó sẽ tương đương với đáp án số 4 thì con đã ghi ở trên cái phiếu của câu hỏi rồi, thì ở đây thì mình sẽ là số 3. À, bây giờ thì hình thức là câu người số 1 á, là mình sẽ đọc câu hỏi và người số 2 sẽ chích cái đáp án giùm dì An và đọc coi nó có đúng hay không ha. Còn cái người cuối cùng sẽ đảo người lại người thứ nhất. Và các con không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi lại dì An ha. Hiểu hết chưa? Rồi thống nhất hiểu chưa? Gõ chưa? Rồi, rồi xin mời người thứ nhất. Câu hỏi số 1. Rồi con nói này thôi. Rồi người số 2 chuẩn bị đáp án. Số 2, kiếm đáp án số 1 chết. Bây giờ số 1, số 2 mình đứng vô đây đi, rồi đứng hàng dài đi, dì An sẽ dễ hơn. Rồi, số 2, số 3. Câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3. Ủa, mấy con câu hỏi số 3 là câu hỏi số nào? Số 3. Ai là câu hỏi số 3? Số 3. À, số 4. Số 4 đâu con? Số 5. Số 6. Rồi, bắt đầu. Bé Tho sẽ là... À, đọc câu hỏi và trả lời. Số 2 lên chích đáp án nha con. Khỏi chích cái gì luôn. Chỉ thôi con lấy ra thôi. Rồi bắt đầu đọc đi thôi. Dạ. Anh heo con có bao nhiêu cái răng? Bao nhiêu cái răng con? Dạ. 24 cái không? Anh heo con có 24 cái răng. Không mà ở đây thì em sẽ cho cơ hội các chéo trả lời 3 lần câu hỏi. À, nếu mà sai 3 lần thì mình sẽ nhường lực chơi cho các em khác. Được không con? Đúng rồi, chính xác. Cảm ơn Thơ. Vỗ tay cổ vũ con. Không, không, em nói trước thôi chị, em mừng quá em nói trước. Đây. Con đọc đi Tươi. Dạ, có 32 cái răng. Chính xác chưa con? Chính xác mới được. Trả lời. Rồi, chúc mừng Thơ. Là con sẽ được ưu tiên là sẽ nhận được cái được chọn cái món quà mà chú heo con gửi về cho con nha. Con sẽ được quyền đầu tiên. Rồi xin mời con dưới đi xíu, mình sẽ có cái nồi 50 lít. Rồi xin mời bé Kim Cương. Đây là gì bà? Con nào con hỏi con đi. Số 2. Số 2 của tôi. Con lên chích, con chích cái quả. Con chọn nha, để lộn nha chị ba. Coi mẹ em số 3 đây nè. 3, 2, 4 gì đó. Nè, số 3 đây nè, tôi ơi. Cương. Rồi. Số 2 hả? À, đúng rồi. Dì ba ơi, dì ba, cẩn thận. Dạ, rồi, bắt đầu. Của con là cái mũi của chú heo con có mấy cái lỗ. Dạ, con trả lời là 2 cái. Rồi, bây giờ chuẩn bị đáp án nha. Ôi, trời. Trời ơi, cái đáp án nó qua hàng rào nữa, cô chú ơi. Đâu chị, lấy cái giò kéo nó không, về. Không được, không có qua lọt. Kiếm cái cây. Rồi sao? Để gì bà kiếm cái cây. Lại gặp sự cố nữa cô chú anh chị và các bạn ơi, đợi con trong giây lát. Tay không có dài được chị ơi. Ước gì giờ này có bà Tư mới đi ra. Chị ơi có cái ống nước hiệu nghe chị. Sao mà cực khổ như vậy nè. Mẹ Tư cũng đang hồi hộp, biết có đúng không nữa. À. Rồi em thọt tay đi. Đáp án ơi, hãy về đây với chị. Nè con. Rồi. Dạ, đáp án là có 2 cái lỗ mũi. Dạ. Rồi, có chính xác không con? Dạ, chính xác. Rồi, chúc mừng mẹ Tư. Số 2, vị trí số 2 nha con. Rồi, tiếp theo. Ai số 4? Dạ con. Số 4 lên chích bong bóng con ơi.
Số 4 là chích bông bông. Số 3. Số 3. Nước da của chú heo con là trắng hay đen? Số 3 nè con. À, nước da của chú có màu trắng. Chính xác rồi. Dạ trắng. Đáp án chính xác. Trời, chúc mừng con. Đây đây, đây chị ba. Tiếp theo, con lên chích bong bóng đi kìa Ti. Số 4. Số 4 là chích bong bóng số. Dạ con số 4 mới chích cái số 3. Đúng rồi. Số 3. Dạ chú heo con thích màu cam hay màu đỏ? Đó, cái câu hỏi khó nha. Câu này câu hỏi khó. À chưa con, chưa trả lời đúng đó, trả lời cái đó. Con hay chích. Dạ màu đỏ. Màu đỏ. Thật sự ra chú cũng thích rất là màu nổi. Nhưng mà con có thể trả lời lại lần nữa. Dạ màu cam. Đúng rồi. Cảm ơn con. Rồi lấy đáp án đi con. Ở đây không? Đi. Số 4. Dĩnh lại. Rồi hết hồn. Đúng không con? Màu cam. Đúng không? Dạ đúng. Chính xác chưa? Rồi chính xác. Cảm ơn con. Hình như cái này theo thứ tự luôn đó chị. Tới con hả Ti? Ti ơi, tới con á. Tới con đó. Con đọc câu hỏi của con. Xích là gì em nè? Chứ heo con thích chưa hay ngọt. À. Số mấy ạ? Con câu hỏi số mấy ạ? Số 5. Con không đọc được. Đúng rồi con. Chị ba ghi đó. Ủa, Giang ghi mới đúng. Rồi, trả lời đi không? Chứ con thích ngọt. À, chú heo con thích ngọt. Câu trả lời. Các bạn. Đâu rồi con nữa hả? Rồi trả lời. Dạ là đồ ngọt. Rồi chính xác. Cho chúng ta đi con. Rồi thế là quà này theo thứ tự luôn rồi đó. Rồi số 6. Còn cái cuối cùng. Rồi số 1 lên. Dạ chú heo con thích ăn cơm hay ăn giặt? Con nghĩ là chú thích con cũng thích ăn giặt nên là chú cũng thích ăn giặt. Rồi chú đi con. Dĩnh lên nha. Trâm ơi, kia. Dạ, đó là ăn giặt. Chính xác, chúc mừng con. Rồi thôi bây giờ thì thật sự ra các bé ngày hôm nay rất là giỏi luôn cô chú anh chị và các bạn ơi. Thì con cũng sẽ vòng quay thứ tự để mà cho các bé chọn quà. Mà thì thật sự đây là món quà thì con rất là phân vân và con cũng rất là khó xử để mà chọn một món quà nào để cho các bé thích món quà đó. Nhưng mà để mang tính công bằng thì con sẽ nên tổ chức một cái trò chơi và đưa ra câu hỏi và đáp án. Thì theo thứ tự thì ngày hôm nay thì em sẽ xin phép là anh heo quay. Ủa anh heo, heo con. Em bắt người ta quay hoài. Em quay anh hoài chết anh luôn rồi. Em có chuẩn bị là cái nồi là 50 lít. Ờ cho chị em quay không? Này. Ngồi nó đi chị, ngồi nó đi chị. Này. Nãy giờ em chuẩn bị hoành chén chưa? Làm vậy thôi. Rồi, 6 con đặt tay mở quà đi coi đó là gì nhưng mà đừng mở bên trong là được. Mở ra. Mở đi con. Mở cái hộp ra đi. Nè, tên 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 tên. Có đoán được gì chưa con? Đúng rồi, chính xác. À, thì đây là 6 cái đồng hồ thật sự rất là đẹp. Vì em thì thấy cái mẫu mã thì nói chung là dạng không có giỏi để chọn cho các con cái mẫu mà các con thích. Nhưng ngày hôm nay thì mình mang tính công bằng ha. Giờ các bạn giống như là các cháu chọn được cái nào đáp án nào trước mà đúng đó thì em sẽ ưu tiên mình theo thứ tự ha. Rồi bây giờ bỏ vô cái nồi đi chị ơi. Đúng rồi, bỏ vô cái nồi này ha. Lấy hết là luôn ha. Dạ. Bây giờ xin mời các con quay ngược vào trong á, chỉ có bạn số 1 là quay ngược mặt lại thôi. Được không con? Ngồi hàng dài bên đó, đóng mặt vô trong rồi một người nào mở mặt vô. Đúng rồi. Cho Giang dễ xử. Nhìn mướp, nhìn trên dây đi mấy đứa ơi. Mấy đứa nhìn mướp, nhìn trên dây, đếm mướp, đếm trên dây đi. Dạ. Em xin phép anh heo con nha. Để mình phải bỏ vô cái nồi 50 lít này để cái sự công bằng. Sao sự công bằng chứ thật sự em cũng rất là khó để chọn quá. Giờ mình làm thủ tục nha chị. Đếm được bao nhiêu trái mướp rồi. Giờ con hé hé con bật mí cho cô chú anh chị xem trước nha. Vậy này. Con để vô đây. Đó.
gì đi con sẽ dễ. Dễ luôn ha. Dạ đó. Rồi, cái nào cũng đẹp hết trơn á. Cái nào cũng xinh hết nè. Này đó, con hy vọng thì con hy vọng rất là hy vọng các bé sẽ lấy cái nào các bé cũng sẽ thích và yêu quý nó. Đây. À, cô chú xem đi. Không quá. Tại vì cái này là cái con dùng cái nồi 50 lít này là kín nhất đó. Dạ rồi. Nhà con sẽ đóng nắp lại. Con ơi bây giờ số 1 là ai vậy con? Thơ. Thơ hả? Rồi. Bây giờ mình sẽ về qua đây chị, về qua vị trí này. Rồi, bắt đầu nghe con. Nhắm mắt hả? Dạ. Nhắm mắt hả? Mình nhắm chi chị? Mình đâu có lựa đâu, mình nhắm. 1, 2... Hay nói bé Thơ có nhắm mắt không? Bé Thơ nhắm mắt chi? Bé Thơ lựa mà. 1, 2, 3, thôi lựa con ơi. Chị xích qua đi cho bé Thơ đây nè chị. Nhìn. Các bé ngờ ngác chưa biết cái gì đây. Chưa biết nhìn được hả Thơ? Lâu quá con. Dạ cô chú anh chị và các bạn chờ trong giây lát nha, tại vì cái nào cũng đẹp trơn á, bé Thơ còn phân vân. Ưng bụng mình đúng không con? Dì An xin phép được đóng nắp lại nha. Rồi bây giờ con phê sản phẩm, các con ơi có thể quay mặt lại rồi đấy. Tên đẹp không nè, cho chào vỗ tay. Con thấy cái đồng hồ này sao? Dạ đẹp. Giờ mình đeo lên tay ha. Nào chị Ba ơi, hỗ trợ bé Thơ đi chị Ba. Thôi mình để lên cái mâm không chị? Em có cái mâm lớn nè. Cái này để cái nào? Cái nào Thơ? Ồ dễ thương quá ha. Ồ thấy gì mà nhưng mà đeo lên dễ thương phong cách quá. Nhưng mà đây rộng nha. Không sao mà nữa mình cắt mắt. Nãy nói ra được, giờ đeo vô không được rồi. Chị bảo có chuyên nghiệp này rồi. Hình như dán đúng không chị? Đúng rồi, dính rồi đó chị ơi. Chưa nghe. Có bóp gì không chị? Hay thôi. Này không có chuyên nghiệp mà. Hình như không nó chuyên có... nghiệp bằng mấy chị kia. Nó có một cái khóa đó chị. Đúng rồi. Nè thôi con đeo vô luôn đi. Con lòn cái tay luôn hả? Lòn cái tay vô luôn đi, nó rộng đối với cái tay của con lắm luôn á. Được không chị? Được, khó khăn được. Quá chị. Được không? Không được. Khó khăn. Ở vậy hả? Ồ, đây. Này. À, anh heo con ơi, này khi mà mình thâu dây rồi xong á thì thật sự rất là đẹp luôn nha, rất là vừa dặn với tay bé Thơ. À, bé Thơ có thích món quà của chú heo con tặng con Thơ không? Dạ có. Dạ. Rồi, con có gửi lại gì chú nè. Con cảm ơn chú, con chúc chú nhiều sức khỏe, luôn có nhiều may mắn và luôn thật thành công trong con đường và cuộc sống. Rồi, cảm ơn Thơ. Rồi chị Ba hỗ trợ em nha, bỏ món quà vô cho bé Thơ. Nhà tiếp tiệc xin mời số thứ hai. Rồi cả nhà ơi, mình quay mặt ra. Bé Tươi qua đây nè. Bắt đầu nha. 1 2 3. Bữa này giống như là chọn món quà gì á nha. Con lấy cái này. Dạ. Rồi. Con lấy cái này. Dạ đây. Là món quà của bé Tươi chọn á. Anh hay con ơi. Rồi. Rồi. Dạ trao lại cho con nha. Dạ. Rồi 1 2 đóng nắp. Rồi cả nhà ơi quay lại đẹp không nè. Wow, chúc mừng. Còn rất là nhiều mẫu mã đẹp đến từ cửa hàng thôn nữ miền Tây với cái nồi 50 lít. Ừ. Ôi, đẹp lắm. Đi nhà nè. Ôi, dễ thương nha. À, đây là cái đồng hồ của bé Tươi tự tay chọn nha anh heo con ơi, rất là đẹp luôn. Hồi hộp với tay con đó Tươi. Dạ. Dạ con cảm ơn chú rất là nhiều. Con chúc chú có nhiều sức khỏe, làm ăn cái tài phát đạt, luôn thành công. Rồi, cảm ơn bé Tươi. Con có thích không nè? Dạ có. À, mới nãy gì em quên nữa thì các con sẽ được một cái phần bánh nho và một cái phần bánh nho. Cái này là bánh gì chị? Oranit à? Bánh này hình như là bánh ngũ cốc, bánh này giống như bánh dừa chứ.
ăn sẽ được tẩm bổ sức khỏe, mùa hè này sẽ mình tăng lên 1-2 kg là được rồi nha con. Bánh kẹp chứ ha. Đúng rồi. Rồi tiếp theo xin mời số 3. Số 3. Rồi xin mời cả nhà mình quay mặt vô trong nha, các thành viên còn lại. Rồi bắt đầu nha, đóng nắp mở nắp. 1, 2, 3. Cười. À, con lấy cái này. Rồi Giang đóng nắp lại. Rồi con đưa ra cho các bạn xem đi. Cực, con đưa cho mọi người xem đi. Có thấy đẹp không con? Wow, xin chúc mừng. Kim lấp la lấp lánh luôn, đúng cái kim cương luôn. Bởi vì nãy nói vậy, em nói là có kim cương trong đây mà con không tin. Mà giờ con bắt cái kim cương thiệt rồi nè. Nhưng mà cái này con gỡ ra nha. Dạ. Nữa về sau mình gỡ ha, mình bảo quản nó tốt. Dài, nó về gắt mắt lại. Dạ, hôm nay thì anh heo con tặng cho kim cương một cái đồng hồ rất là đẹp luôn, do chính kim cương chọn. Thì có những cái sapphire nè, rất lấp la lấp lánh luôn, nó cũng tương đương với kim cương của chú. Dạ. Tại cháu thì hiện tại cũng đang đi học ngành nail của chú, cho nên là cháu cũng làm những cái bộ móng để mà thu hút khách hàng để sau này để về làm ở tiệm. Nên là cô chú anh chị và các bạn thông cảm cho kim cương nha. Dạ. Con nói gì với chú đi. Con cảm ơn Giang, con cảm ơn chú vì món quà này. Con chúc chú thật là nhiều sức khỏe và vui vẻ, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Dạ. Ngoài ra phần đồng hồ thì chú cũng có gửi cho con một phần bánh ha, một hai cái bịch bánh. Rồi. Con cảm ơn. Rồi, vỗ tay thôi. Rồi, xin mời số 4. Tới ai ta? Số 4 mà Hảo Di. Rồi. Qua đi. Hồi hộp không Vi? Bắt đầu. 1, 2, 3. Bự lắm không ơi. Bự lắm. Đúng rồi. Rồi con có thể là đi nghe thở đi. Cho các bạn xem đi con. Đẹp không? Rồi con đem vô tay đi, hình như là con hơi tay nhỏ nè, thâu nhiều mắt. Con trồng được luôn hả? Trồng được luôn. Trời ơi. Để Giang xem. Này chắc phải thâu nhiều mắt rồi. Đây. Anh heo con ơi, đây là món quà là tự tay Thảo Vi chọn nha anh heo con ơi. Đẹp không con? Dạ đẹp. Dạ con cảm ơn chú vì món quà, con chúc chú có nhiều sức khỏe, luôn may mắn và thành công trong công việc. Với lại chú cũng sẽ gửi cho con hai phần bánh nha. Rồi, chúc mừng. Hai thành viên còn lại là ai đây? Cái này rồi. Dạ Kiều Vi, giờ cho hai chị em. Không, bây giờ là cho hai chị em chọn luôn ha con ha. Hai chị em chọn luôn đi. Cho chị hai xếp vô nha chị hai. Rồi hôm nay thì con sẽ đeo cái này, rồi xong là con thay đổi với chị hai. Ha, bắt đầu nha con. 1, 2, 3. Này, có một cái sản phẩm. Quay lại cái. Sao con? Cái này là bé Ti đeo sẽ vừa làm lắc mà có thể vừa làm đồng hồ. Con có thích cái này không? Con thích hả? Vậy em lấy cho con ra xem nha. Mình đeo luôn đi con. Này. Giống như trang sức nha. Nhưng mà đeo nhìn cá tính. Ta kiểu vi trắng nha. Đeo lên gì dễ thương. Cái này đeo giống như cái gì à? Test đi cái đồng hồ gì mà nhỏ nhỏ đó, biết đi. Không biết đồng hồ đó không? Này. Dạ anh heo con ơi, đây là cái đồng hồ của bé Ti chọn. À. Cái này đeo cá tính Ti. Này mình sẽ dì An sẽ hai cái mắt này cho con nè.
mình sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn. Cái này nó hơi lỏng. Con về đo đi rồi bao nhiêu nữa thì em cắt mắt cho mấy con nha. Rồi, thì chú cũng có gửi cho con hai hộp bánh nữa kìa. Chị đưa ba hộp bánh cho cháu. Đây. Nè, con cắt vô đi. Chị ba phụ tiếp em nha. Rồi. Nè, chị ba để vô cho bác đi. Vậy, con có muốn nói gì với chú không? Cảm ơn chú, chú giờ sức khỏe rồi anh đi kiện. Trời, con này ngày lớn nói chuyện nhanh quá. Dạ, cảm ơn Ti. Một cô con. Dạ. À, con có thích Hùng kìa vậy? Trời, tay trắng tươi rồi mấy cha. Dạ, anh heo con ơi, đây là món quà mà anh tặng cho Kiều Vi nha. Kiều Vi rất là thích món quà của anh heo con tặng, mà nó có hợp với tay con ha. Đây con thâu mắt vô nha. Hình như là dì An thấy là ai cũng chọn được cái mà mình thích hết trơn luôn. Con có thấy vậy không? Ai cũng đẹp hết trơn. Nếu mà đưa dì An chọn, chắc dì An chọn chú Quốc à. Dì An chọn không được đâu. Rồi, chú có gửi tặng cho con hai bịch bánh nữa nha, để mình ăn vào mùa hè. Cảm ơn Kiều Vi. À, dạ hôm nay thì các cháu cũng rất là vui. Thì dì An cũng hy vọng trong năm học tới thì các con đây cũng là động lực để cho các con cố gắng trong năm sau nữa. Các chú thì cũng rất là yêu quý và yêu thương các con nha. Rồi, chúc các con học tập thật giỏi trong năm tới. Dạ, em cũng cảm ơn anh heo con rất là nhiều. Thì em cũng rất là vui mừng và hạnh phúc khi được sự quan tâm và yêu thương của anh heo con đến với các thôn nữ miền Tây nhé. Thì chân thành cảm ơn anh. Em xin chúc anh và gia đình luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc. Ở công việc thì luôn thành công và gặp nhiều may mắn. Dạ, cho em với chị ba với lại các cháu chào anh nha. Bye bye, chào tạm biệt. Chào cô chú, anh chị và các bạn.